Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cho biết tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ tại Đồng Nai gặp biến chứng mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler vào môi, cằm và mũi. Chị T được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng mắt trái có dấu hiệu sụp mi, góc mũi có dấu hiệu sưng bầm, thị lực mắt bên trái âm tính. Đây là lời kể của bệnh nhân. 9 giờ hơn là bắt đầu tiêm mũi, xong rồi bắt đầu đến filler thì đang tiêm filler thì em bắt đầu buồn nôn, nó ói, chóng mặt. Sau một lúc sau thì em không thấy đường, cho tới lúc người nhà đến là đưa em đi bệnh viện. Như chúng ta điều trị cho một cái người bệnh nhân mà chúng ta tiêm chất làm đầy thì cái người bác sĩ thì cái người đó sẽ biết là trên khuôn mặt của chúng ta những cái vị trí nào thì cần phải tránh để không có gây hại cho bệnh nhân đó. Còn tuy nhiên nếu chúng ta chỉ là một cái người tạm gọi là tay ngang, chúng ta không có được đào tạo về y khoa và không có được đào tạo về thực hiện những cái thủ thuật thẩm mỹ, thì khi chúng ta tiêm vào những cái vị trí nguy hiểm đó có thể gây ra cái biến chứng. Thứ nhất là tiêm vào mạch máu và gây ra những cái tình trạng đáng tiếc, như là cái bài báo vừa qua là gây ra cái tình trạng là tắc mạch và mù lòa cho bệnh nhân. Theo số liệu nghiên cứu tại Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, gần 78% ca tai biến thẩm mỹ do người thực hiện không phải là bác sĩ. Hơn 15% bệnh nhân khi làm đẹp không biết được người thực hiện có phải là bác sĩ hay không vì chỉ thấy mặc áo luôn trắng. Chỉ có hơn 6% ca tai biến do bác sĩ gây ra. Các trường hợp tai biến rất đa dạng, nhiều mức độ, ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí là cả tính mạng của người bệnh. Một cơ sở y tế để được phép hoạt động và cũng như để được phép thực hiện các danh mục kỹ thuật, các danh mục can thiệp hay là tiêm chích, thì cơ sở đó trước tiên phải được đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà Bộ Y tế đã đưa ra. Tất cả mọi thứ từ cơ sở vật chất, phòng điều trị, trang thiết bị, khâu cấp cứu và các thiết bị vật tư y tế chuyên môn đều phải được thẩm định một cách nghiêm ngặt. Các bác sĩ tại phòng khám của chúng tôi để có thể thực hiện các thủ thuật xâm lấn, can thiệp hay là các thủ thuật tiêm chích cần phải mất khoảng 10 năm để có thể hoàn thành các chương trình đào tạo sau đại học, các chương trình đào tạo cao học, phải thực hành trực tiếp trên xác người, phải nắm rõ giải phẫu, cấu trúc giải phẫu, sinh lý và phương thức hoạt động của thuốc khi đưa vào cơ thể để có thể nắm rõ những rủi ro và tránh chúng, nhằm đem lại sự điều trị an toàn tối đa cho bệnh nhân và khách hàng của chúng tôi. Nguyên nhân chính gây nên tai biến thường liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị và do con người, nghĩa là cơ địa của bệnh nhân, việc không tuân thủ quy trình chăm sóc sau thẩm mỹ hoặc do người thực hiện không đúng chuyên môn kỹ thuật. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân cần nhận thức tỉnh táo, đến cơ sở làm đẹp có chuyên môn cũng như tìm hiểu thật kỹ để tránh tiền mất tật mang.